Mến chào quý vị các bạn, hiện tại mình đang có mặt ở nhà của anh Bé Nên ở huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay Bé Nên có về một số phô mai ha, để whip làm việc hoành to ha. Nhiều dáng thấy luôn, giá thì không nghĩ. Rất mong quý vị ủng hộ cho Bé Nên ha. Khối đi đặt ha. Đây đi. Rồi, chào anh. Chào anh Tâm, chào anh chị tên Đồng Quốc ha. Hôm nay cũng tiếp tục về lô mai giảo nha cô chú anh chị. Hình thức của em vẫn là bao sống bao xếp ha. Thì cây nào mà trên triệu thì cô chú anh chị dặn cho em trước 100 200 ha. Thì có niềm tin hai bên nha cô chú anh chị. Rồi, bắt đầu vô cây đầu tiên thì cây mã số 41 ha. Rồi, 41. 11 của anh. Cao 15. Đó, quay về cây na luôn cô chú anh chị. Rồi, 41 này em Zalo 120 ngàn ha. 120. Bao ship trên toàn quốc nha. Rồi, toàn quốc luôn. Dính vô. Rồi, mã 42. Hoành, 18 hoành. Rồi. Cao, 45. Đây. Đây, một nồi đế luôn cô chú anh chị. Đó, bít bầu luôn ha. Rồi, mã 42 này em Zalo 350 ha. Rồi, 350. Rồi, tới mã 43. 43. Cao 50. Hoành 21 hoành. Đó, nồi đế luôn rồi chú anh chị. Hình quái ha. Đây nguyên cái đống đế luôn nè. Cắm xuống ha. Đó, cây rất đẹp, lắc lượng rất đẹp nha. Rồi, 43 này em Zalo 550 ngàn. Rồi, 550 thôi. Rồi, mã 44. 44. Cao này 60. Hoành 25 hoành. Đây, nồi đế luôn cô chú anh chị. Rất là duyên cây nè. Đó, lắc thân lắc lượng ha. Tược thì bung mạnh luôn cô chú anh chị. Đó. Rồi, mã 44 này em Zalo 800 ha. Rồi, 800. Để đi cho lên cho. Rồi, mã 45 ha. Cao 45. Hoành 19 hoành. Đây. Cụm đế luôn cô chú anh chị. Đó, rất đẹp luôn nè. Duyên dáng ha, thân lắc lượng nha. Rồi, mã 45 này em Zalo 400. Rồi, 400. Rồi, đây mã 46 ha. 46. Đây siêu phong nè. Cao 59. Hoành 17 hoành. Rồi, mã 46 này em Zalo 350 ha. Rồi, 350 thôi. Mã 47, chiều cao 60. Hoành 20. Rồi, khối đế nè. Một bàn ha. Rồi, 47 này em Zalo cũng 550 ha. Rồi, 550 ha. 48. 48. Cao 58. Hoành 22 hoành. Đây nó bị hồi đó mình cỏ nó trúng nha cô chú anh chị. Đúc cắt á. Nó xa mà em cũng xử lý lại hết này ha. Đó, một khối đế luôn cô chú anh chị. Cây rất thì đẹp luôn nè. Đó, có mấy cái rễ thì em cắt em cũng xử lý keo lại hết ha. Yeah. Cho nó gọn lại cây, nhìn cho nó sáng cây nha. Rồi, 48 này em Zalo 400 cô chú anh chị. 400. Rồi, 49. 49. Cao 15. Hoành 18 hoành. Đó, khối đế luôn cô chú anh chị, đặt kẹo luôn nè. Rồi, 49 này em Zalo 300 ha. Rồi, 300. Rồi, tới mã 50. 50. Dẫn bài nè cô chú anh chị. Chiều cao 29. Hoành 17 hoành. Đó. Dẫn tự như thằng thú ha. Quá trời nồi đế này luôn cô chú anh chị. Rất đẹp ha. Vàng tươi luôn. Rồi, mã 50 này em Zalo 300. Rồi, 300. Rồi, mã 51. Cao 49. Hoành 19. Tay cành đẹp luôn ha. Rồi, mã 51 này
51 nè em giao lưu 350 ha. Rồi, 350. À, 350.000. Rồi, mã 52. Cao 60. Hoành 17 hoành. Dạ, rất đẹp luôn nha cô chú anh chị. Khối đế luôn. Rồi, mã 52 này em giao lưu 400 ha. Rồi, 400. Rồi, tới mã 53. 53. 53 ha. Cao ha. Cao 70. Hoành 21 hoành. Đó, khối đế nè cô chú anh chị. Trải đều luôn nha cô chú anh chị. Đó, hình quái ha. Rồi, mã 53 này em giao lưu 550 ha. Rồi, 550. Rồi, mã 54. 54. Cao. Xịt 56. Hoành 20 hoành. Đó, ngồi đế luôn rồi cô chú anh chị. Đặt kẹo luôn nha. Đó cô chú anh chị tham khảo kỹ ha. Rồi, mã 54 này em giao lưu 600. Rồi, 600. Rồi, tới mã 55. Cao 44. Hoành đây 17 ha. Đây, cụ đế luôn cô chú anh chị. Cụ đế đặt kẹo luôn nè. Rồi, cây 55 này em giao lưu 300. Rồi, 300. Rồi, tới mã 56. Cao 60. Hoành 21 hoành. Đó, đế nè. Rồi, mã 56 này em giao lưu 500 ha. Rồi, 500. Rồi, tới mã 57. Quái nha, bắt lượng quái nè. Cao 59. Hoành đây 21 hoành ha. Đó, những vết, những cái đế thì em cũng cắt em xử lý ha. Chỗ gọn là nè. Nồi đế nè, khủng luôn của chú anh chị. Dán thì lắc lượng ha. Rất quái cây. Rồi, mã 57 này em giao lưu 550 ha. Rồi, 550. Rồi, tới mã 58. Cao 39. Hoành 17 hoành. Đó, còn đế ha, hai tầng đế nha cô chú anh chị. Rồi, 58 này em giao lưu 350. Rồi, 350. Mã 59. 59. Cao 60. Này nguyên cụ đế nơm nha cô chú anh chị. Hoành 20. Cụ nè. Cụ này 38 ha. Khối đế luôn cô chú anh chị. Đặt kẹo luôn ha. À, cái đế này không được. Giờ cắt bỏ luôn. À. Giờ lấy cụm dưới luôn. Cho anh liền cô chú anh chị. Rồi. Mã 59 em giao lưu 550 ha. Rồi. 550. Rồi. Tới mã 60. 60 lắc lượng nè. Rất quái cây nha cô chú anh chị. Cao 30. Hoành 14 hoành. Đây. Đó. Rồi, mã 60 này em giao lưu 250 ha. Rồi, 250. Rồi, mã 61. Chiều cao 39. Hoành 14 ha. Đó, nồi đế nè cô chú anh chị, cụm luôn cô chú anh chị. Rồi, mã 61 này giao lưu cũng 250 ha. Rồi, 250. Rồi, tới mã 62. Cao 74. Hoành 22 hoành. Đó, nguyên một cụ đế luôn cô chú anh chị. Quá xa cụ đế luôn ha. Rồi, mã 62 này em giao lưu 700 ha. Đây, quá sức luôn cô chú anh chị. Quá đẹp luôn. Rồi, tới mã 63. Cao 57. Hoành 21 hoành. Cái cụ quá xa cụ luôn. Cụ ở đây 30 ha. Đây, ngồi đế luôn. Đặt kẹo luôn nha cô chú anh chị. Đó, bít bầu luôn. Quá sức cái cây là cô chú chị, cây quá đẹp luôn. Mình u nặng ha. Đó.
Rồi 63 này em Zalo 750. À, 750. Rồi 64. Cao 55. Hoành 17. Đó, cục đế luôn rồi cô chú anh chị. Đó, vàng tươi luôn ha. Rồi, 64 này em Zalo 350 luôn. Rồi, 350. Rồi, tới mã 65. Cao 35, cái này chơi cành bay được luôn nha cô chú anh chị. Hoành 16 hoành. Đó, nguyên cục đế luôn nè. Rồi, 65 này em Zalo 250 ha. Rồi, 250. Rồi, tới mã 66. 66. Cao 66. Hoành 20 hoành. Đó, quá xá ha. Ít bầu luôn, thân thì lắc lượng nha. Giống như con thú ha, nguyên cái mình luôn ha. Dạ. Rồi, mã 66 này em Zalo là 400. À, 400. Rồi, tới mã 67 ha. 67. Lắc lượng rất khéo nè. Chiều cao đây là 40 nha. Hoành đây chỉ 14 thôi. Cái mình này ha, mình này 20 ha. Đây, nguyên cụm đế luôn cô chú anh chị. Đó. Cây này rất đẹp nha. Nó bệ luôn rồi cô chú anh chị ha. Quá sức cái cây này luôn. Rồi, cây mã 67 này em Zalo 750 ha. Rồi, 700. Đó, nhỏ mà cây này rất đẹp nha cô chú anh chị. Đặt kẹo ha. Rồi, tới mã 68. 68. Cao 70. Hoành 25 hoành. Đó, nguyên một cụ đế luôn rồi chú anh chị. Trải đều luôn nè. Bít bầu luôn nha. Khối luôn, đóng cái cây này khối luôn. Trải cái này nhiều rồi. Cụ này hả chú anh chị? Cụ này 32 ha. À. Đó, cây này rất là đẹp nha, rất duyên cây nè. Rồi 68 này em Zalo 900. Rồi, 900. Rồi. Mã 69. 69. Cao 79. Cây này tay cành đều nha cô chú anh chị. Hoành 21 hoành. Đó, cô chú anh chị nè, nhìn cọng bự to lực bự không ha. Trải bít bầu luôn nha. Đó, tay cành thì rất là đều luôn. À, tông nách nó thì bà cũng bể nách hết nha cô chú anh chị. Dạ. Rồi, 69 em Zalo 1 triệu 2 cô chú anh chị. 1 triệu 2. Đó, quá sức luôn ha. Rồi, tới mã 70. Rồi, 70. 70 rất là đẹp luôn nha, bể sù mạnh luôn nè. Chiều cao đây là 75. Đó, những cái thân nè, bể nách hết nè, lên nè. Đó, lên trên đây cũng có luôn ha. Bự bự không cô chú anh chị. Rồi, vô hoành luôn cho cô chú anh chị ha. Hoành đây 21 ha. Rồi, một hoành còn trải đều đế luôn nè. Cộng nào cũng lấy bự chán ha cô chú anh chị. Cây này thân lắc lượng ha, bể sù mạnh luôn. Lên mắt bò luôn nè. Đó. Rồi, mã 70 này em Zalo 1 triệu rưỡi ha cô chú anh chị. 1 triệu rưỡi. Rồi, tới mã 71. Chiều cao 70. Này biết ha. Hoành 17 ha. Cái cũ nè cô chú anh chị. Nguyên cái nồi đế nè ha. Trải đều luôn. 90. Trải bích luôn nha cô chú anh chị. Đó, cô chú anh chị tham khảo kỹ ha. Những cái cây này đúng chơi bonsai luôn. Tay cành đều luôn nha cô chú anh chị. Đó, đế nè, đặt kẹo bầu luôn. Đế bích bầu luôn nha cô chú anh chị. Rồi, mã 71 này em vô luôn 1 triệu 7 ha. Rồi, 1 triệu 7. Rồi. Mã 72. 72. Đó, những cái cây này lắc lượng rất khéo nha. Cao 58 ha. Hoành đây là 26 ha. Rồi. Đây, nồi đế nè cô chú anh chị. Đó, tại đều ở trong còn ẩn nữa nè cô chú anh chị. Đó. Hai bên lập đế luôn cô chú anh chị. Cây đó vô lên vú mắc bò hết ha. Rồi, cây mã 72 này em Zalo 1 triệu 9 ha. Rồi, 1 triệu 9. Rồi, tới mã 73. 73. Cao 50. Hoành 16 ha.
này rất là đẹp duyên nè. Đậu sổ nè cô chú anh chị. Sổ đây 20 28 ha. Đây, trải đều luôn nha cô chú anh chị. Đó, cây này quái nha. Dạng như quái như ăn con thú ha. Mà tay cành đẹp luôn nha cô chú anh chị, giót đọt nhỏ xíu luôn nha. Rồi, 73 anh em Zalo 1.9 ha. Rồi, 1.9. Rồi. 74. Một cây trực ha. Cao 55. Hoành 20 hoành. Rồi, đây. Trải đều luôn nha cô chú anh chị. Đó, cái nồi đế nè, hết thường luôn ha. Ô, đi đặt luôn ha. Đó, đế nè. Cái này 103 ha. Đó. Rồi, cây 74 này em Zalo 1.2 ha. Rồi, 1.2. Rồi, cái mã 75. Cao 75. Này nó bích luôn rồi cô chú anh chị. Đo trên đây đi ha. Đây 26 ha. Còn cũ này nè cô chú anh chị. Nguyên cái mình đó nè. Rồi 58 luôn. Rồi. Đó. Quá sức luôn. Cây này có vết thẹo hồi nhỏ ha. À, nó cũng liền rồi nè cô chú anh chị. Đó em xử lý ha. Những cái nách thì lên nè, bể xù nhẹ hết rồi cô chú anh chị nha. Đó, cây rất là duyên cây nha. Nguyên cái nồi đế nè, y như con thú nằm luôn cô chú anh chị. À. Đó, nè, hai mặt tiền ha. Bên đây mặt tiền là bên đây nè. Đó cô chú anh chị nhìn ha. Đó. Tài cành thì xuất sắc luôn rồi chú anh chị. Đều luôn ha, tứ diện luôn. Rồi 75 này em giao luôn 2 triệu ha. Rồi 2 triệu. Rồi mã 76. Cao. Cao đây là 75. Đó mình ha. Cái này nè có cái chân trước là nha cô chú anh chị. Đây, mình này 30 ha. Rồi. Đó, như cái chân trước nè cô chú anh chị. Kéo qua luôn nè ha. Đó. Nè, cái này nữa mình làm cái mình cho dài cả nha cô chú anh chị. Đây nguyên cái mình dài ha. Đó tay cành rất là lực cây luôn nha. Đó có những cái bông em chừa lại nè. Rồi 76 này em Zalo 2 triệu rưỡi à cô chú anh chị. 2 triệu rưỡi. Đó chừng chống chừng chịu về đầy nhóc cái nồi đế luôn. Rồi tới mã 77. Cao 70. Này hoành hay nhỏ mà lô này đế ha. 19 hoành. Đặt kẹo nồi đế luôn cô chú anh chị. Đó. Nồi đế nè ha. 97 ha. Đó, đặt kẹo nồi đế luôn. Đó cô chú anh chị tham khảo kỹ nha. Đó tay cành thì đẹp luôn nha. Cây này được tay cành này đế luôn ha cô chú anh chị. Dán luôn ha. Đa số tự tự hình thú không ha. Rồi, mã 77 này em Zalo 2 triệu 2 nha. Rồi, 2 triệu 2. Rồi, 78, quá sức cái nồi đế luôn. Đó. Cao ha, cao đây là 69. Hoành, 24 hoành. Rồi. Đây, nồi đế nè của chú anh chị. Kẹo luôn nè. Kẹo luôn nha. Đó, chú anh chị xem khảo kỹ ha. Kẹo luôn, bích luôn. Rồi, mã 78 này em Zalo 2 triệu 9 ha. Rồi, 2 triệu 9. Ui. Rồi, 79. VIP luôn. Cao, cao là 60. Cây này rất VIP nha cô chú anh chị. Mà có nó có cái bị lỗi nhẹ nè. 27 hoành. Rồi. Đây nè, hồi đó nó cũng bị lũa đây nó liền rồi nha cô chú anh chị. Cứng hết rồi. Em cũng xử lý lại luôn rồi. Đó. Nè, nồi đế nè cô chú anh chị, đặt kẹo luôn ha. Dưới đây nó cũng còn ẩn nha cô chú anh chị. Mấy lớp đế luôn á cô chú anh chị. Đó. Đây 135 luôn, 34 ha. Rồi. Tổng nồi đế luôn. Quá sức cái nồi đế nè cô chú anh chị, đặt kẹo luôn nha. Đó, quay cho cô chú anh chị tham khảo kỹ nè. Đó, tay cành mà đẹp luôn đó cô chú anh chị, chia đều luôn ha. Rồi 79 em Zalo 3 triệu ha. Rồi, 3 triệu. Rồi. Rồi, tới mã 80 ha. To, lực.
Cao, cao 79. Hoành 30 hoành ha. Đó, đóng một khối đế luôn cô chú anh chị nè. VIP nè. Đế này cũng VIP luôn á cô chú anh chị. Đó, cũng 127 ha. Đó, đế nè, quá sức cái nồi đế này luôn cô chú anh chị. Đó, đặt kẹo luôn nha. Rồi, cây mã 80 này em giao lưu cho cô chú anh chị mình 3 triệu ha. Rồi, 3 triệu. Ở tài cảnh quá sức luôn cô chú anh chị. Rồi, cú clip em cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình rất là nhiều ha. Cũng mong cô chú anh chị xem clip cưng ý cây nào thì ủng hộ em cây đơ cây nha cô chú anh chị. Em xin chào cô chú, hẹn gặp lại cô chú những clip sau nữa nha. Rồi, cảm ơn quý vị đã xem hết video ha. Rất mong quý vị ủng hộ cho mình. Xin chào và hẹn gặp lại.